rất mạnh lùng như thể hiện và cố làm gì tôi ăn cơm chưa? Chưa. Thì nó vẫn này anh đi ấy đây. Anh đi mua trứng ăn. Lâu lắm không ăn trứng rồi. Hết hết mẹ vừa rồi. Mà ông nấu rượu ấy, anh không nấu cơm được. Trong gia đình đó. Ừ, yêu thằng nhập. Super!